Lâm Tâm Như, từ mẫu nội y đến sao lớn, đánh đổi và thủ đoạn. Lâm Tâm Như, nàng Hạ Tử Vi thanh khiết trong Hoàng Châu Cách Cách, bị cho là người tâm cơ hai mặt, sẵn sàng hãm hại bất kỳ ai chỉ để đạt được mục đích. Lâm Tâm Như được miêu tả như diễn viên tính cách cởi mở, hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí. Cô vẫn đứng sừng sững dù qua không ít thăng trầm sự nghiệp. Mỗi lần trả lời phỏng vấn, cô lại nói từ khi bắt đầu đã luôn tâm niệm không bị mê hoặc bởi ánh hào quang. Ai đó gặp Lâm Tâm Như đọc kịch bản sẽ nhận xét cô khéo nhớ lời thoại. Họ còn thích cô ở sự hài hước. Còn cô tự nhận có khiếu đóng vai hài. 23 năm trong nghề, Lâm Tâm Như xây dựng hình ảnh dường như hoàn hảo, nữ cường mạnh mẽ. Nhưng những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi liệu đó có phải minh tinh trong sáng như ngọc. Đồng nghiệp Châu Kiệt gọi cô là thánh nữ đóng kịch. Hàn Tuyết lấp lửng chê Lâm Tâm Như như tính cách hơn cả công chúa. Những người làm từ thiện lắc đầu vì Lâm Tâm Như vắt cổ chạy ra nước qua cầu rút ván. Sau hơn 2 thập kỷ lăn lộn, nữ diễn viên 41 tuổi đang hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Bỏ học làm mẫu nội y. Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Loan. Cô sớm chịu cảnh cha mẹ ly hôn khi mới 7 tuổi. Tuổi thơ trong cô là những ngày tháng bên mẹ, thường sang Nhật thăm họ hàng. Tính cách Lâm Tâm Như vì thế cũng không giống các cô bạn đồng trang lứa. Học trung học, gia đình muốn Lâm Tâm Như du học ở Anh, nhưng cô không mặn mà với sự nghiệp đèn sách. 17 tuổi, cô tự tin bước vào ngành mẫu nội y, sẵn sàng chụp ảnh gợi cảm trước ống kính. Trên trang cá nhân, cô thích đăng khoảnh khắc vui hết cỡ bên những người bạn. Tôi không phải mẫu thiếu nữ nhu mì, dịu dàng. Ngay từ đầu, tôi đã thích tự chọn con đường riêng cho bản thân. Cha mẹ không thích tôi bước chân vào nghệ thuật, nhưng thực tế tôi đã làm được điều đó. Cô nói về kế hoạch bước vào nghệ thuật. Lâm Tâm Như quá may mắn, đó là sự thật. Năm 1995, từ mẫu nội y, cô được vào vai nhỏ trong CF quảng cáo. Một năm sau, cô có vai diễn đầu tay bên cạnh Lâm Chí Dĩnh, Kim Thành Vũ, những sao trẻ hàng đầu lúc bấy giờ. Khi ở năm thứ 2 trung học, tôi được mời quay quảng cáo. Tôi đã nghĩ tới việc đi nước ngoài với cơ hội khác. Nhưng nếu chọn con đường đó, tôi không thể thử thách bản thân với đam mê của chính mình. Tôi đã tự cho mình cơ hội đóng phim, nếu không thành công sẽ quay trở lại trường học, cô lý giải. Năm 1997, cơ duyên lớn đến với Lâm Tâm Như khi cô được giao vai Hạ Tử Vi trong Hoàng Châu Cách Cách. Cô kể đó là lần đầu tiên rời Đài Loan nhiều tháng để quay phim. Tôi đã trải qua nhiều thử thách ở môi trường làm phim không thân thuộc, nữ diễn viên trả lời phỏng vấn vào năm 2001. Điều cô không ngờ là sự thành công ngoài dự đoán của ekip. Từ một người mẫu nội y lạ lẫm, gương mặt đen nhẻm, dáng dấp gầy gò, Lâm Tâm Như trở thành sao hạng A tại thị trường Đài Loan. Vai Hạ Tử Vi đánh đổi sĩ diện. Theo tờ báo, Hạ Tử Vi vốn không dành cho người mẫu nhỏ tuổi như Lâm Tâm Như. Năm đó, đoàn phim Hoàng Châu Cách Cách lựa chọn Lý Đình Nghi vào vai Tiểu Yến Tử. Triệu Vi đảm nhận vai Hạ Tử Vi, nhưng vào phút chót, Lý Đình Nghi bỏ vai. Lâm Tâm Như từng khóc van xin Quỳnh Dao được đóng Hoàng Châu Cách Cách khi suýt bị hủy vai vì diễn non. Nữ diễn viên họ Lý lúc bấy giờ là người có chút tên tuổi tại Đài Loan. Cô muốn tìm đến kịch bản được đầu tư hơn. Ở thế đường cùng, Triệu Vi được đôn vai Tiểu Yến Tử. Lâm Tâm Như, diễn viên vừa ký hợp đồng với công ty Quỳnh Dao, nhận lời mời đóng Cố Nguy. Nhưng sự lựa chọn của Quỳnh Dao không nhận được sự hưởng ứng từ nhà đài Trung Thị. Lãnh đạo đài cho rằng nên đổi vai nữ chính ngay lập tức khi gặp Lâm Tâm Như, vì cô kém sắc, thiếu tư chất so với dàn nghệ sĩ còn lại. Bản thân mẹ đẻ, Hoàng Châu Cách Cách cũng thừa nhận Lâm Tâm Như yếu về diễn xuất. Trước bộ phim này, cô tham gia vai nhỏ nhưng chưa đủ để gọi có kinh nghiệm đóng phim. Hơn thế nữa, phim còn bị khán giả Đài Loan nhận xét tiêu cực. Giám đốc đài Trung Thị ra mặt nài nỉ Quỳnh Dao xem phim cũ của Lâm Tâm Như để mong bà đổi ý. Tôi xem lại phim Lâm Tâm Như đóng và thấy mình cần phải xem xét lại lựa chọn. Tôi gọi điện cho ekip, đề nghị họ ngưng các cảnh quay có Lâm Tâm Như. Đồng thời, họ phải gửi về Đài Loan những phân đoạn có Hạ Tử Vi để tôi xem thử. Tôi có nghĩ về việc có thay đổi diễn viên, Quỳnh Dao nhớ lại. Chuyện này bằng cách nào đó đã tới tai quản lý Lâm Tâm Như. Phía nữ diễn viên trẻ khóc liên tục, cầu xin được đóng trọn vai. Những giọt nước mắt đánh đổi van xin đã khiến Quỳnh Dao cảm động. Sau này, bà là người lấy danh dự để đảm bảo cho Lâm Tâm Như được diễn vai Hạ Tử Vi. Lâm Tâm Như lúc biết tin cũng gọi điện cảm ơn tôi. Cô ấy khóc nói cảm ơn gì, hứa không để tôi thất vọng. Nữ ca sĩ Quỳnh Dao kể lại quá trình giao vai Hạ Tử Vi cho Lâm Tâm Như. Trả lời báo, nữ diễn viên 41 tuổi tâm sự, từng dậy sóng trong lòng khi biết có thể bị thay vai. Cô còn tính đến chuyện bỏ diễn nếu gặp chuyện mất mặt như thế.
không hiền như vẻ bề ngoài. Đạo diễn Hoàng Châu Cách Cách khi nhận xét về nàng Hạ Tử Vi đã thẳng thắn nói, cô ấy không hiền như bề ngoài. Cô thích khoe khoang, chơi trội, luôn cường điệu mọi thứ để gây chú ý. Khi nổi tiếng rồi, cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa. Sau Hoàng Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như góp mặt trong Từng Dòng Sông Ly Biệt vào vai Như Bình. Bộ phim này không giúp cô tỏa sáng như Hạ Tử Vi vì hoàn toàn lép vế trước Y Bình do Triệu Vi đảm nhận. Thời điểm này, Lâm Tâm Như không ngại dứt tình với nữ sĩ Quỳnh Giao. Cô khẳng định nhịn vai Như Bình chỉ vì ân nghĩa với dì. Câu nói khiến người hâm mộ Lâm Tâm Như tiếc nuối, khẳng định thần tượng bị o ép nên không thể bứt phá trong sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm Lâm Tâm Như tham gia nhiều hoạt động ghi hình tại Đài Loan. Trong show truyền hình do MC Tông Hiến đảm nhận, nữ diễn viên vui vẻ tham gia vào trò chơi đâm hình nộm Triệu Vi. Tại Trung Quốc, hành động đâm ghim vào hình nộm bị cho là cổ thuật trù yếm, nên cô bị cho là cố ý hãm hại đồng nghiệp. Năm 2004, trả lời MC Tiểu S về quá trình làm phim tại Đại Lục, cô buồn bã kể về việc bị đồng nghiệp ép hôn cùng sự tủi nhục tại nơi xa lạ không phải Đài Loan. Hơn 10 năm trước, những câu chuyện này chỉ gói gọn tại Đài Loan. Hơn thập kỷ sau, người trong cuộc cùng dư luận đồng loạt lên tiếng. Châu Kiệt, đồng nghiệp bị nghi cưỡng hôn bạn diễn, khẳng định tất cả là sự bịa đặt từ phía Lâm Tâm Như. Anh miệt thị cô giả tạo, khéo đóng kịch thánh nữ trước mắt người xem. Kênh tin tức A Đào buông lời chỉ trích, đổ tiếng xấu cho người khác, lấy lại tiếng thơm bị bắt nạt cho mình. Có thể thấy đó là người phụ nữ đầy tâm cơ. Tờ Sina so sánh nụ hôn năm xưa của Châu Kiệt cùng nụ hôn nồng nàn Hoắc Kiến Hoa dành cho Diệp Tuyền trong Thiên Hạ Đệ Nhất. Tờ này rút ra kết luận, Hoắc Kiến Hoa mới có cảnh quay khiến người xem choáng váng. Cô ấy từng lên án Châu Kiệt vì cảnh cưỡng hôn, liệu sẽ nghĩ thế nào về ông chồng của mình? Đối với nghi vấn hãm hại, khiến sự nghiệp Triệu Vi có giai đoạn rơi vào khủng hoảng. Phía ekip quay show cho biết chỉ là sự hiểu nhầm, họ giải thích Lâm Tâm Như chỉ làm theo yêu cầu kịch bản ghi hình. Lời thanh minh phát ra, phía Triệu Vi từ chối lên tiếng bên vực bản thân. CEO Lưu Xuân, người bạn thân lâu năm của Triệu Vi bức xúc. Vì cái gì đâm vi của tôi, giải thích là trò chơi hài hước thế là xong sao? Ngày mai tôi sáng tạo ra trò chơi này và đâm nhẹ mấy người được không? Còn với cư dân mạng, họ lắc đầu ngán ngẩm, cô ấy không phải kẻ ngốc, tại sao đồng ý theo lời ekip để tham gia vào trò chơi mà đứa trẻ cũng không nhận lời? Hình nộm bị đâm của Triệu Vi là trò sắp xếp, vay món đồ chơi dành cho người lớn trong tủ của cô ấy cũng là trò từ ekip hay sao? Nhiều khán giả thắc mắc. Đầy tâm cơ từ nghiệp đến đời, Lâm Tâm Như đối lý, đó cũng là sự thật phải thừa nhận. Hôm 15 tháng 9, phía công ty của cô ra thông cáo để đơn kiện cư dân mạng vì bị nói xấu. Cô không thể nói gì thêm ngoài việc động viên người hâm mộ hãy tin vào thần tượng. Phản ứng này là hành xử quen thuộc của kiều nữ họ Lâm trong suốt những năm qua. Nhưng lần này, phản ứng của cô không nhận được sự đồng tình từ dư luận Trung Quốc. Lâm Tâm Như là thánh nữ diễn kịch. Nhiều năm được ô bế tại thị trường Đại Lục, không nhận được sự mặn mà từ khán giả Đài Loan, Lâm Tâm Như là khách VIP trong hàng loạt sự kiện từ thiện. Hình tượng cô tốt đẹp nên chưa bao giờ truyền thông Đại Lục. Thống kê nguồn quyên góp từ thiện của Lâm Tâm Như. Gần đây, khi tham gia đêm từ thiện, vợ chồng Hoắc Lâm đến từ sớm, tranh thủ khoe trang sức với áo hàng hiệu quảng bá nhãn hàng. Sau màn quảng cáo, họ ra về mà không hề quyên góp. Lúc này dư luận mới ngỡ ngàng khi phát hiện 5 năm liên tiếp, Lâm Tâm Như thường chia sẻ chuyện mặc gì khi đi sự kiện lên trang cá nhân, dù không ngó ngàng nhiệm vụ chính. Thống kê cho thấy, khi Nhật Bản bị động đất, cô sẵn sàng bỏ ra 1,5 triệu nhân dân tệ ủng hộ, nhưng tứ xuyên địa chấn, Lâm đắn đo bỏ ra 300.000 nhân dân tệ. Việc mặc đẹp đi từ thiện, không ủng hộ khiến dư luận dở khóc dở cười, chẳng kém tin đồn cô kết hôn mà không hạnh phúc. Từ khi họ công bố kết hôn, truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần đề cập Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Trước lễ cưới, nguồn tin tại khách sạn ở Bali hé lộ hai vợ chồng tranh cãi suốt đêm. Tại sự kiện vừa rồi, Lâm Hoắc tay trong tay ngọt ngào trước ống kính, tờ báo chỉ trích họ cố gắng diễn. Trong suốt buổi tiệc khi ngồi cùng bàn, Hoắc Kiến Hoa mải mê với điện thoại, Lâm Tâm Như và chồng không hề trò chuyện, họ không hề nhìn vào mắt đối phương, tờ báo viết. Người bên vật cho rằng Lâm Tâm Như không may mắn khi thường xuyên bị chỉ trích. Người phản bác dèm pha cô tâm cơ, da mặt dày đến mức có thể tháo ra nghiên cứu áo chống đạn. Chưa bao giờ làn sóng phản đối Lâm Tâm Như như Đại Lục lên cao như vậy. Hàng nghìn ý kiến đề nghị cô đừng quay tại nội địa làm phim. Tôi chưa bao giờ mất phương hướng. Đối diện mọi chỉ trích và bú rìu dư luận, Lâm Tâm Như liên tục nhấn mạnh, không lên kịch bản cho đời mình, từ một người mẫu nội y thành diễn đến chế tác. Cho tới khi quản lý công ty
lộ trình tưởng như có kế hoạch này lại đến với Lâm Tâm Như như một cách ngẫu nhiên. Đời tôi chưa bao giờ lên kịch bản cho mình. Cô tâm sự không muốn thay ông trời sắp xếp cho bản thân. Mọi kịch bản hay kế hoạch vạch ra đều không theo sự thay đổi. Đến một thời điểm nào đó, bạn cần làm điều gì, tự khắc bạn làm điều đó. Khi làm diễn viên, tôi đảm nhận nhiều vai diễn, nhưng rồi cảm thấy vô vị. Tôi liền thử làm nhà sản xuất, Khuynh Đế Hoàng Phi hay 16 mùa hè đến ngẫu nhiên như thế. Khởi nghiệp, trả lời ấn phẩm, Lâm Tâm Như nói, cô chưa bao giờ mê mộng về ánh hào quang, chưa từng quên bản thân để mất phương hướng. Người trong giang hồ, có lúc gặp khó khăn phải thỏa hiệp, tôi kiên quyết không, chỉ cần một lần mất phương hướng cả đời khó đi tới đích. Ngay từ đầu tôi đã đơn giản và đến giờ vẫn tìm kiếm sự đơn thuần để thấy hạnh phúc, cô tâm niệm. Lâm Tâm Như nói, cô của ngày hôm nay có thay đổi so với trước kia, nhưng là theo hướng tích cực. Cô dẫn chứng về tình yêu, trước kia nếu tức giận, cô sẽ rùm beng đến cùng, một lời không vừa ý tắt điện thoại giữa chừng, hai bên xảy ra chiến tranh lạnh. Nhưng bây giờ tôi là người có gia đình, dù giận nhau nhưng đến tối vẫn chung một giường. Xoay người sang bàn đã thấy đối phương, mặt đối mặt, tôi đã trở nên có trách nhiệm hơn, dù sao bây giờ tôi sống không chỉ vì bản thân mình nữa. Lộ diện sau việc đầu tiên sở hữu iPhone 8. Khi iPhone 8 vừa mới ra mắt và chưa về Việt Nam, thì mỹ nhân này đã nhanh chóng là người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này. Vừa qua, hãng Apple vừa cho ra mắt dòng sản phẩm iPhone 8 và nhận được rất nhiều sự chú ý từ những người yêu công nghệ. Dòng sản phẩm mới này của Apple được công chúng nhiệt tình đón nhận bởi những sáng tạo và tính năng mới lạ. Ngay khi vừa ra mắt, iPhone 8 đã ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của nhiều người nổi tiếng. Mới đây, Á hậu Huyền My vừa trở thành sao Việt đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại đang gây sốt này. Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My hào hứng khoe với mọi người, đang mệt mà lại phải vui mất rồi, welcome em yêu. Huyền My là sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 tại Việt Nam. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái này gây lập tức thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều bạn bè và người thân khuyên cô nàng nên đợi iPhone X thay vì mua iPhone 8 bởi nó không khác phiên bản trước đó là bao. Tuy nhiên, có vẻ như Huyền My sẽ tiếp tục rinh thêm siêu phẩm này về sau khi iPhone X được chính thức rao bán. Trước đó, Huyền My cũng là một trong hai người sở hữu iPhone 7 Plus màu hồng đầu tiên tại Việt Nam. Mặc dù ít khi khoe, nhưng Huyền My là một trong những tay chơi hàng hiệu đích thực của showbiz Việt. Hiện tại, cô nàng đang tập trung toàn bộ sức lực cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 sắp tới. Quế Vân nói gì sau khi lơ đẹp màn trình diễn của bạn cũ Hồ Ngọc Hà? Trong phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà tại một chương trình, Quế Vân có mặt nhưng cô nhìn vào điện thoại từ đầu đến cuối. Trong đêm chung kết một chương trình truyền hình vừa qua, Hồ Ngọc Hà với vai trò khách mời hát mở màn vô cùng sôi động, vốn là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì showbiz, tiết mục của Hà Hồ nhận được những tràng vỗ tay của khán giả. Tuy nhiên, có một nhân vật hoàn toàn dửng dưng, không đoái hoài đến màn biểu diễn sôi động của nữ hoàng giải trí, đó chính là Quế Vân, người chị em thân thiết suốt 10 năm liền với Hồ Ngọc Hà. Trong phần biểu diễn của nữ ca sĩ, cô không mảy may quan tâm mà chỉ tập trung vào bấm điện thoại. Sau chương trình, khi nhận được những ý kiến về việc này, Quế Vân đã chính thức lên tiếng. Cô cho rằng, ai nói xấu mình đó là vì họ giữ mình. Ai mắng rủa mình, chính vì họ thiếu học thức hơn mình. Hãy tội nghiệp và rộng lòng khoan dung với họ, chỉ là họ sinh ra kém may mắn hơn mình. Được biết, không chỉ ngó lơ phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà, mà khi chương trình kết thúc, Quế Vân đã ngay lập tức vào hậu trường, chụp ảnh và trò chuyện thân thiết với Trương Ngọc Ánh, tình cũ của Kim Lý. Hà Hồ và Quế Vân từng là đôi bạn rất thân thiết, nhưng sau đó cả hai nghỉ chơi, Quế Vân từng cho biết cả hai giờ đây đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nên không cần thân thiết làm bạn bè trên Facebook.